chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay cho bà con xem về cái kỹ thuật của nông dân phun thuốc cho cây cà phê và cây bơ để chống rụng quả và đẹp trái. Thì cái việc chuẩn bị đầu tiên thì ở tùy vào mỗi vùng. Đối với vùng ở Tây Nguyên ở vùng Hồ Đắk Lắk thì nông dân ở đây đa số là dùng máy để bơm hết vào tẹt. Cái việc này bơm thì rất là nhanh và lợi công cho nông dân ra, và nó không hại cũng mệt. Thì đây là cái vùng cà phê, chanh tiêu, bơ, sầu riêng. Thì trong vườn này thì nói chung là có tất cả loại cây. Thì trồng mô hình xen canh như thế này thì bà con nông dân chúng ta sẽ không có rủi ro và cũng không bị lo âu về cái tình trạng mà giá cả cây này lên, cây này thấp. Nếu chúng ta trồng rạc tiêu không như năm nay hạ xuống 70.000 thì đó là một nỗi lo cho bà con. Nhưng mà chúng ta trồng cả bơ, cả sầu riêng, cả cà phê thì chúng ta sẽ bớt lo hơn. Thì đây mình quay trực tiếp về cái nông dân đang phun thuốc sinh học trên cái cây cà phê và cây bơ về chống tình trạng mà rụng trái, đẹp trái. Thì ở bên trái cây thùng Buôn Lắc có cung cấp cái sản phẩm đó là thuốc sinh học, phân bón lá sinh học về cây trồng, cây ăn trái, cây ăn quả để cho bà con chúng ta chăm sóc vào cái mùa mưa và mùa khô. Thì bà con cứ xem clip này mình quay. Nói chung là những clip này quay để cho bà con xem và tham khảo về cái quy trình phun thuốc của nông dân. Một số nông dân thì vẫn chưa thấy được cây cà phê, một số nông dân đã biết được cây cà phê. Thì đây là từng cái clip mình chia sẻ cho bà con nông dân để xem. Thì hầu như cái sản lượng cà phê ở Đắk Lắk chúng ta bây giờ cũng đã giảm rất là nhiều. Nhưng mà một số nông dân mà giữ lại cái cà phê mà không phá để trồng tiêu thì rất là ít. Nên với cái mô hình của anh nông dân này, cây cà của anh mới chỉ có 3 năm thôi. Nói chung là cũng hơi đẹp chứ không là đẹp mấy. Thì mình cũng quay cho anh con, anh cũng chăm sóc rất là kỹ thì mình quay. Thì cái việc mà xịt thuốc như này thì bà con xịt cho kỹ, tức là tất cả các bộ phận ở trên cây cà phê, cây bơ. Thì cái này là cái thời gian quan trọng và quyết định nhất cái sản lượng của cà phê chúng ta có bị rụng hay không. Và cái thứ hai đó là độ trái của chúng ta nặng nhẹ, chúng ta quyết định thời gian này. Thời gian này cũng là thời gian đầu mùa mưa rồi, nên bà con nông dân cần phải có cái chế độ gọi là bón phân phù hợp và hợp lý với cây cà phê. Một số loại thuốc rầy kẹp rồi chúng ta cũng nên phun cho đầy đủ để cho cây cà chúng ta phát triển tươi tốt và có một cái mùa cà phê tháng 9 tới này được bội thu và năng suất cao. Thì vườn này, vườn tiêu này đó, năm vừa rồi cũng thu rất là nhiều, cũng được một tấn. Và cái thứ hai nữa là tiêu này nó phân hóa mầm hóa rất là đều, cửa ra hết một lần, là do anh sử dụng cái nguồn thuốc Nhật Bản bên mình á. Thì anh đã xài thử và cái vườn này cũng thí điểm là những cái cây này ra cửa rất là đều, xanh sao. Đó, như trên hình bà con xem á, rất là đều và đẹp. Thì với clip này, mình quay cho bà con xem về cái quy trình phun thuốc trên cây bơ và cây cà phê. Thì bà con nào có chưa biết thì cũng có thể tham khảo với cái mô hình này. Thì thật chắc ra bây giờ chúng ta trồng cây cà phê nó rất khỏe vì nó rất ít bệnh nè. Thứ hai là chăm sóc nó cũng khỏe, nó không có bị rủi ro như tất cả cây trồng khác. Nhưng ngược lại thì cà phê tất cả các ai đều cũng phải dùng hết, thì sản lượng cà phê lúc nào cũng bị thiếu. Nên bà con có thể trồng xen canh thêm cà phê vào những năm tới đây. Và một lần nữa mình cũng xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này. Clip này mình quay trực tiếp khi nông dân đang thuốc. Nói chung cũng hơi là độc, không phải là độc máy, nhưng mà thuốc này là thuốc sinh học. Nên mình quay trực tiếp để bà con xem được cái quy trình một người nông dân, chúng ta làm vườn và nông dân nó sẽ như thế nào khi mà phun thuốc nó cực và vất vả. Thì chúng ta nên phun thuốc thì nên phun vào sáng sớm hay chiều tối, mình nên phun vào buổi trưa. Và lựa vào thời tiết nắng nóng chúng ta phun, chứ đừng có phun vào trời mà âm u dễ bị mưa, nếu mưa sẽ bị rỡ trôi thuốc. Và một nữa xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Clip rất là dài, có thể bà con cứ quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn bà con ạ.